Rồi là tôi xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ mọi quốc. Hôm nay em tục lên cho anh em một clip gồm 8.000 câu nha anh em. 8 cây này, 8 cây carbon, chuyên cho em đánh lăn xê, đánh chép, đánh cha. 3 cây cuối sẽ lồng giá là 800k, chuyên 3 cây cuối là chuyên đánh lăn xê nha anh em. Rồi đem vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Rồi cảm ơn anh em. Hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi mà không giống clip em lên á thì em nhận lại. Rồi đem lên cái thứ nhất nha mọi người. Cây thứ nhất là một cây đai hoa, hàng đai hoa đời đầu, hàng đai hoa quýt cơ. Nói chung là cây này là cây đời đầu, một cây đai hoa quýt cơ sẵn ít hai da. Phen này dạng phen Fuji chân xám, đọt là đọt tháp nha anh em, tất cả phen đều ok hết, không lỗi không gì hết. Đây đai hoa Vicker hàng carbon sẵn ít hai da. Nói chung là cây này anh em đem đi câu thì ngoài nắng thì nó chiếu đỏ nè, gực trời luôn đó. Chung là hàng còn đẹp nha anh em, hàng có xuất sắc một ít thôi, giống như đây đây nó chóc miếng sơn này nó đem nội địa Nhật đó. Bát là bát Fuji anh em, bát Fuji, fan Fuji luôn, đọt tháp. Cây này dài là 2m7, hai đọt, một đọt cứng 50, một đọt cứng 80. Hàng này chia cho đánh lăn xê nha anh em, đánh lăn xê, đánh chép, đánh cha. Cây này nặng là 260g, đọt 50 là 1 ly 8, đọt 80 là 2 ly 2. Đó, cây này giá 1 triệu 7 nha anh em. Cây số 1 càng 2m7 hai đọt nha anh em. Đọt này 80. Đọt 50. Đọt này 80 nè, nó cứng hơn tí. Đọt này 50. Dịu hơn tí. Nói chung thì càng này đẹp. Sang ít thay da, đọt tháp. Rồi. Cây thứ nhất giá 1 triệu 7 nha. Giá này là giá chưa bao gồm phí ship nha anh em. Rồi tiếp theo cây số 2. Cây số 2 là một cây chuyên cho anh em đánh lăn xê, một cây Holy Potion, hàng vay hàng này của Korea xuất nội địa Nhật nha anh em. Nói chung là cây này độ mới nó rơi vào tầm khoảng 95%, nó rất là mới. Hàng chất liệu là chất liệu carbon, dàn phen là dàn phen Fuji lá. Dàn phen này bộn tiền đó anh em. Bát là bát Fuji tem hoàng. Phen đây, dạng phen lá nhìn rất là ngầu nha anh em. Cây này thông số là cứng 30, dài 3m6. Thông số chuẩn cho anh em đánh chép nha. Đây, phen Fuji, bát Fuji, đầu bu phóng chống sắn Fuji. Đó. Nói chung thì đây, Fuji New Combat gì đó, chả biết. Tem sức nội địa Nhật đầy đủ. Nói chung là cây này độ mới rất là cao nha anh em, độ mới ra tầm khoảng 90-95%, không lỗi gì hết, không độ chế lỗi gì hết. Phen nó đây, nguyên một dàn phen lá nhìn siêu ngầu luôn. Anh em có thể lấy cái này đánh chép lua gần, lua gần lua biển cũng được, độ cứng là 30, rất dịu nha anh em. Nói chung là cây này dịu, đánh chép là bao phê. Rồi thông số cây này nặng là 360g, đọt 2 ly, giá 1 triệu tư nha anh em. Cây số 2 giá 1 triệu tư. Phen lá. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 em lên cho mọi người là một cây đai hoa Holy Lock. Hàng này là hàng carbon hai da, sẵn quẩy cá nha anh em. Loại này thì nó sẽ đang khích vào nhau luôn, chứ nó không có đang hở hở ra giống như cây hồng lan lóc kia. Đó. Nói chung là cây này ngoại hình thì khá ok, khúc gốc này nó dính keo một tí nè, đó.
để em soi kỹ khúc góc cho anh em xem. Đây hàng này, hàng phen là phen full si trắng xám, nói chung là carbon sắn ít quẩy cá anh em, sắn anh em nói là sắn theo kiểu quẩy cá, nói chung là nó sắn như thế này thì carbon nó dày lên, độ nảy nó sẽ rất là cao nha anh em. Hàng này là dày 3m6, cứng 50, chuẩn cho anh em đánh ISO lộn, chuẩn cho anh em đánh lăn xê, câu chép, đánh tra. Đánh tra thì cây này đánh thuộc dạng đánh cảm giác nha anh em. Đó, nói chung là cây này sắn từ gốc đến ngọn, ngọn nguyên zin nhá. Phen là dàn phen Fuji sẽ in trong đây. Nói chung là cây này ở trên đây rất là mới anh em, ngoại hình trên đây rất là mới luôn, không xuất sắc gì nhiều hết. Bát vẫn là bát Fuji, nói chung có khúc góc nó bị dính keo phần này đó. Rồi hết. Cây này thì nặng là 260g, đọt là 2 ly, cứng 50 và 3m6, chuyên anh em đánh y đánh lăn xê. Rồi giá công khai, giá công khai cây này là 1,4 triệu nha anh em, cây số 3 1,4 triệu, hàng chuyên đánh lăn xê đọt đây. Nói chung là cây này đọt nó khá là nảy nha đó. Rồi cây số 3 giá 1,4 triệu. Rồi tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 là một cây cần nội địa Nhật 100% với anh em luôn. Nói chung là cây này sắn chìm, hàng Nagato. Đây hàng nội địa Nhật, thương hiệu là nội địa Nhật 100% Nagato. Cây này dài sẽ là 2m67, nếu em đo bằng thước nha anh em. Đó, phen là phen Fuji trắng xám, carbon là carbon sắn chìm. Cây này thì chuyên cho em đánh tra rồi, đánh tra là khỏi chơi. Nói chung là cây này nội địa Nhật 100%, phen là phen Fuji bát Fuji, nói chung là còn rất là mới nha anh em. Đọt là đọt thấp, carbon sắn chìm tem. Đây nè, xe ben đó, khỏi chạy đâu hết, bát Fuji xe ben. Carbon hai da trắng thêm đất lên đây. Sửa lại. Cái này độ cứng nó gơ tầm khoảng 80 nha anh em. 80. Khá là cứng á, em đè xuống mà nó không cong luôn nè. Rồi, giá công khai cây số 4, giá là 1,3 triệu nha anh em. Một cây này anh em về đánh tra bạo lực được. Đánh lăn xê cũng được, đánh lăn xê tại mồi cao. Rồi tiếp theo sẽ là bốn cây cuối cùng, bốn cây đánh lăn xê giá cực kỳ ok luôn. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 là một cây cần của, nếu em đoán không lầm thì cây này của thương hiệu Suzumi, hàng Korea, xuất nội địa Nhật đó. Cây này thì carbon sắn chìm, đọt thấp, phen là phen Fuji dạ quang. Cây này sẽ dài 2m7 nha anh em. Nói chung là cây này mới, khá ok, đẹp đẽ, sạch sẽ, carbon sắn chìm. Bát là bát Fuji, cán là cán mút. Chung thì bán soi cho anh em coi hết. Cây này dài 2m7, nặng 280g, đọt 1 ly 9, độ cứng tầm khoảng 30-50 nha anh em. Giá là 900k, độ cứng 30-50, độ cứng này đánh lăn xê ok, đánh tra cảm giác cũng ok. Cây số 5
giá 900k. Tiếp theo là ba cây cuối cùng, ba cây đồng giá nha anh em, đồng giá 800k cộng ship. Em kéo lại tí. À, tiếp. Cây này là cây cần của hàng Olympic nha anh em. Cây số 6 hàng Olympic. À, nói chung này cây này khá đẹp. Bát là bát Fuji nha anh em. Đó. Cây này dài 3m6, cứng 50. Hàng Olympic nội địa Nhật. Nói chung thì fan ok hết. Đây, hàng Olympic nha anh em. Đó. Tem sức nội địa Nhật. Cây này thì chuyên cho anh bánh lăng xê rồi, dài 3m6, cứng 50 thì chuyên cho anh em bánh lăng xê. Cây này nặng 360g, đọt 2.7L, rất là đẹp nha anh em. Cây này thì có hai lỗi duy nhất. Đây, cái bát nó chỗ này, phần này là phần kim loại nên bên Nhật người ta câu biển á, muối nó vô đây. Nó tăng giảm nhiệt độ nên nó bị nứt cái này nhẹ nè, đó. Nói chung thì bát nó sẽ dặn tới đây, hết lóc. Đó, phần khúc này thì em bao cho anh em luôn, anh em để máy nào vô cũng vừa hết, còn rất là chắc nha anh em, bát Fuji chứ không có dễ bị hư đâu. Đó, nói chung thì bán hàng thì hàng lỗi chỗ nào sau cho anh em biết cho đó. Và tiếp theo phen này thì em đi chỉ lại nha anh em. Đó, với phen này hai phen em đi chỉ lại. Đó, đây giá công khai một cây đánh lăn xe cho anh em, giá cây số 6 800k nha anh em, cây số 6 800k cộng ship. Đó, giá khá là bèo nhèo. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 vẫn là một cây Olympic, hàng nguyên zin, nguyên kiện, không độ chế. Phen là phen Fuji, trồng xám. Bát là bát Fuji. Cây này thì carbon sắn chìm nha anh em, carbon sắn chìm. Cây này cứng 50, dài 3m6. Hàng Olympic nha anh em. Đó. Hàng xuất nội địa Nhật. Nói chung thì cây này không lỗi gì hết, bao lỗi. Anh em về mình em kiếm được lỗi nó thì tặng cây càng. Đó. Nói chung thì em bán hàng thì cần lỗi chỗ nào, làm lại chỗ nào thì nói cho anh em biết hết. Tem xuất nội địa Nhật. Bát là bát Fuji Japan. Đóng chữ ở đây đây. À, cần thì cần Olympic, dài 3m6, cứng 50, nặng 350g, đọt 2.2L, giá 800k. Đó. Giá 800k cộng ship nha anh em. Đó, test đồ công luôn. Rồi, cây số 7 giá 800k. Cái cây này chiên anh em đánh lăn xê rồi. Đó. Tiếp theo thế là cây số 8, cây cuối cùng vẫn là một cây Olympic. Cây này đọt 2.1L, nặng 340g, dài 3m3, cứng 50. Nói chung thì cây này cũng ok. Hàng Olympic carbon sắn chèm nha anh em. Đó. Cây này thì em đi ra đầu vô nha anh em. Đó, thay là bu Fuji chống sắn cho anh em luôn đó. Xịn sò Fuji chống sắn. Hàng thì hàng carbon sắn chìm. Tất cả phen nhiều đều ok hết nha anh em. Phen vẫn là phen Fuji. Đó, không bể gì hết. Hàng ok. Chỉ có đầu bu em đi keo lại thôi. Thay đầu bu mới. À, bát cũng là bát Fuji. Càng ơn biết. Cây số 8 giá vẫn là 800k nha anh em. Đọt đây, khá ok nha. Cứng 50, dài 3m3, đánh lăn xê ok rồi. Đó. Đó là tổng cộng 8 cây cần em ra cho anh em hôm nay. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi mà không giống clip em lên á, anh em trả về cho em. Rồi, cảm ơn anh em.